rồi. Anh Nghĩa sẽ làm hành hành động nhà sao? Cho anh muốn tiền hả? Muốn gì để em biết. Anh không biết bây giờ. Dạ dạ. Dạ dạ. Không anh cứ mở ra xem ạ. Cứ anh may mắn. Em chọn hộ anh cái đi thôi. Nó xui thôi nha. Xui anh chịu. Lo gì. Chúng một chiếc phát bạc. Rồi anh nói. Chiều đồng. Chúng một anh. Chiều là một chiều đồng. Có một chiều. Anh này tên Huy ạ. À, anh có tư vấn. Ông họ anh. Có cho cái Huy. Huy nhà Huy. Còn vàng nha. Em cứ lại nó tự tin vào mà bóng họ anh mấy cái vậy đó. Diệu trai. Trai, lớn nhất 1 triệu mà nhỏ nhất là. Ở đây biết không có cái chữ gì không? Chữ sung. Anh chỉ cần chữ sung nữa còn phúc hay là gì là đây. Anh đây đọc đây nè. Sơn xe trị giá 3 triệu đồng. Quá đồng luôn. Đúng bài luôn. Đúng bài. Rồi. Chúc mừng anh Nghĩa. Đúng rồi. Đúng rồi. Đi đọc sơn luôn. Đi đọc sơn.